năm công ty chứng khoán Hoa Lục bị phạt hàng triệu Mỹ Kim. Tin từ Bắc Kinh, Hoa Lục. Tổ chức giám sát thị trường chứng khoán của Hoa Lục ngày thứ Sáu loan báo việc trừng phạt 4 công ty chứng khoán và một công ty khác hoạt động bất hợp pháp cùng với hai nhà trung gia môi giới chứng khoán ngắn hạn. 4 công ty chứng khoán bị cáo buộc về việc thất bại trong việc kiểm soát và xác minh danh tánh của khách hàng. Tổ chức giám sát này đã quyết định thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và phạt họ với mức thấp nhất là 2.8 triệu Mỹ Kim và cao nhất là 86 triệu Mỹ Kim. Ủy ban này cũng ra lệnh trừng phạt hai nhân vật lãnh đạo của công ty này vì đã thu lợi nhuận từ việc làm giá hàng chục loại chứng khoán một cách giả tạo. Theo một nguồn tin khác, Trung Cộng cũng đã thanh trừng chủ tịch tổ hợp China Resources về tội nhận hối lộ, ngoại tình và lạm dụng ngân quỹ. China Resources có 450.000 nhân viên và đang nắm quyền sinh sát một loạt công ty ở Hoa Lục, gồm công ty sản xuất bia, điều hành hệ thống siêu thị, công ty tài chính và kinh doanh bất động sản. Năm ngoái, lợi nhuận của công ty này lên đến 6.7 tỷ Mỹ Kim.